Xin chào tất cả mọi người, chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay Phú Trần lại chia sẻ tới quý cô bác anh chị và các bạn một cây thuốc nữa. Một cây thuốc mà có thể nói rằng nó là một cây thuốc rất là đa năng. Tại sao lại nói như vậy? Vì nó có nhiều công dụng hay, được ứng dụng trong nhiều bài thuốc khác nhau và có thể làm bằng nhiều phương pháp khác nhau. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu tới tất cả quý cô bác anh chị ba cái bài thuốc với ba phương pháp khác nhau được ứng dụng từ cái cây thuốc này. Đây chính là cây thuốc mà hôm nay tôi muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị. Cây ngũ trảo này thì nhiều nơi người ta còn gọi đây là cây chân chim. Vì nó có hình dạng giống cái hình chân chim như thế này, có hình dạng 5 lá. Mọi người có thể nhìn cái lá của nó như thế này. Ngày hôm nay tôi chia sẻ để tất cả quý cô bác anh chị và các bạn có thể dễ dàng phân biệt và lấy đúng cây thuốc ngũ trảo này về để áp dụng thành những bài thuốc mà hôm nay tôi xin chia sẻ tới tất cả mọi người ba cái bài thuốc. Đó là một, đó là bài thuốc chữa cảm mạo, sổ mũi nhức đầu. Hai, đó là bài thuốc chữa tan máu bầm do té ngã hoặc là tai nạn. Ba, đó là bài thuốc chữa bệnh đau nhức xương khớp. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu và chia sẻ cách làm cụ thể ba cái bài thuốc này tới tất cả quý cô anh chị để chúng ta tham khảo và có thể áp dụng cho chính chúng ta hoặc là người thân, bạn bè trong gia đình. Đầu tiên, đó là bài thuốc chữa cảm mạo, sổ mũi nhức đầu. Quý cô bác anh chị lấy cho tôi cái lá của cây ngũ trảo này về, để hái khoảng một nắm, kết hợp với một nắm lá bưởi, rồi hai trái chanh, rồi ba tép xả. Chúng ta làm thành một cái bài thuốc để chúng ta nấu nước để chúng ta xông, làm thải các chất độc dưới da của chúng ta qua đường mồ hôi, qua tuyến mồ hôi. Khi mà chúng ta bị đau đầu á, nguyên nhân chủ yếu là do cái đường máu của chúng ta lên não bị tắc, thì cái bài thuốc xông này sẽ giúp chúng ta thông đường huyết, làm cho các mạch máu của chúng ta lên não được thông suốt, thì sẽ giúp chúng ta giảm được các căn bệnh là nhức đầu. Rồi cái bài thuốc thứ hai, đó là bài thuốc chữa tan máu bầm do chúng ta bị té ngã hoặc là chúng ta do sơ suất, bị tai nạn hay là bị cái gì đó, hoặc là bị máu bầm bên trong thì chúng ta áp dụng cái bài thuốc đắp. Đó là mọi người lấy cho tôi cái lá ngũ trảo này. Đấy, khoảng một nắm. Mỗi lần quý cô bác anh chị làm cho tôi khoảng một nắm cái lá ngũ trảo tươi này. Đấy, mọi người đem sao lên, sao nóng lên cùng với một chút rượu trắng. Đấy, một chút thôi, để chúng ta làm thành một cái bài thuốc đắp. Đấy, mỗi lần đắp cho tôi khoảng một nắm thôi. Đấy, chúng ta về chúng ta thái nhỏ ra, chúng ta đem sao lên. Đấy, sao chúng ta cho lên chảo, sao nóng lên. Đấy, chúng ta cho thêm vào một chút rượu trắng. À, để chúng ta làm thành một cái bài thuốc đắp. Đấy, sau đó mọi người lấy băng gạc hoặc là lấy một cái hoặc là lấy vải chúng ta bó lại ở những nơi mà chúng ta bị bong gân chật khớp hoặc là chúng ta bị máu bầm bên trong, thì mọi người đắp vào được cái nơi đó. Chúng ta sao nóng lên. Nên nhớ cho tôi là khi mà chúng ta đắp vào thì chúng ta đắp khi mà nó còn ấm, tránh tình trạng bị bỏng, thì chúng ta để cho nó nguội khoảng 40 đến 50 độ thôi. Chúng ta đắp vào cái nơi chúng ta bị bong gân chật khớp hoặc là bị máu bầm bên trong á, thì mọi người đắp vào cho tôi ngày khoảng 2 lần. Một lần quý vị làm như thế có thể làm từ 2 đến 3 lần. Khi mà thuốc nguội chúng ta lại sao nóng lên, chúng ta làm lại khoảng 2-3 lần như thế. Rồi, thì quý cô bác anh chị làm cho tôi từ khoảng từ 2 đến 3 ngày thì cái tình trạng bong gân chật khớp hoặc là máu bầm bên trong của chúng ta sẽ khỏi hẳn luôn. Rồi, bài thuốc thứ 3 đó là bài thuốc uống. Thì cái bài thuốc này như thế nào? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cụ thể các nguyên liệu như sau. Đó là cây ngũ trảo này 20g khô, cây lá lốt 20g khô, cây xấu hổ 20g khô, cây chìa vôi 20g khô và cây ngũ gia bì 20g khô. Mỗi loại quý cô bác anh chị lấy cho tôi khoảng 20g khô. Đấy, tất cả là nguyên liệu khô nhé. Bài thuốc uống này là nguyên liệu khô. Mọi người đun cho tôi với 1,5 lít nước, còn lại nửa lít. Đấy, chúng ta chia ra 3 lần uống trong ngày. Uống sau bữa cơm khoảng từ 20 đến 30 phút là chúng ta uống cái nước thuốc này. Bài thuốc uống này giúp chúng ta chữa căn bệnh đau nhức xương khớp rất là hay. Nó được áp dụng từ những cây thuốc mà có khả năng điều trị các bệnh về xương khớp rất là hay, ví dụ như là cây chìa vôi, cây lá lốt, cây xấu hổ, kết hợp với lá và thân cây của cây ngũ trảo và cây ngũ gia bì. Thì quý vị làm thành cái một cái bài thuốc uống. Cái bài thuốc mà chữa căn bệnh đau nhức xương khớp thì lưu ý cho tôi là cái bài thuốc này là bài thuốc uống nha. Thì quý vị dùng khô, dùng nguyên liệu khô.
Còn hai cái bài thuốc khác, còn hai cái bài thuốc trước mà tôi chia sẻ, một đó là bài thuốc chữa cảm mạo, sổ mũi nhức đầu á, và bài thuốc chữa tan máu bầm, thì chúng ta dùng nguyên liệu tươi chúng ta làm thành cái bài thuốc. Thì ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cho tất cả quý cô bác anh chị về cái công dụng và ba bài thuốc chữa bệnh từ cái cây ngũ chảo này. Quý cô bác anh chị có thể tham khảo những cái bài thuốc này để áp dụng cho chính chúng ta. Nếu mà trong gia đình hoặc là người thân của chúng ta có bị những căn bệnh như vậy thì chúng ta nên áp dụng những bài thuốc dân gian. Những bài thuốc này vừa rẻ tiền mà lại hiệu quả. Nhiều người đã sử dụng, áp dụng và đã thành công. Thì mọi người có thể yên tâm sử dụng những cái bài thuốc này mà hôm nay tôi đã chia sẻ cho tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích thì hãy chia sẻ giúp cho Phú Trần cái video này. Đấy, và để cho nhiều người cùng biết. Thì xin kính chúc tất cả quý bác anh chị có thật nhiều sức khỏe. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của tôi. Xin chào.